Và kính thưa quý vị, sau đây là những bản tin địa phương. 5 người bị thương trong một vụ tai nạn ở bãi biển Siêu, lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Các nhà chức trách quận Cam ra thông báo tìm kiếm một tài xế đã chạy trốn sau khi gây ra vụ tai nạn khiến ba cô gái 17 tuổi bị thương nặng. Đại úy Sean Doran của cơ quan cứu hỏa quận Cam cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 19 giờ 14 phút thứ bảy trên đường cao tốc bờ biển Thái Bình Dương tại Main Street. Sở cảnh sát Huntington Beach đã gọi đến sở cảnh sát Siêu Beach thông tin về tài xế chạy quá tốc độ về phía bắc từ khu vực đại lộ Warner. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện ra chiếc xe đã va chạm với một chiếc xe khác ở ngã tư đường Pacific Coast Highway và Main Street. Nghi phạm đã chạy trốn khỏi hiện trường bằng cách đi bộ vào khu dân cư The Hill. Tài xế và bốn hành khách trên chiếc xe còn lại bị thương nặng và được đưa đến trung tâm chấn thương địa phương. Hai người trong số đó đã được xuất viện. Ba người khác là ba thiếu nữ 17 tuổi đến từ quận Cam vẫn ở bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông từ 18 đến 20 tuổi, cao khoảng 1m77, mặc một chiếc áo sơ mi màu hạt dẻ. Sở cảnh sát Seal Beach kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ tai nạn hoặc nghi phạm liên lạc với họ theo số 562-799-4100, 562-799-4100, extension 1627. Bạn cũng có thể cung cấp thông tin ẩn danh thông qua đường dây phòng chống tội phạm quần cam theo số 855. 847 6227 855 847 6227 Một bản tin hi hữu thưa quý vị, Chủ nhà kinh ngạc khi có 300 kg hạt sồi đã tràn ra từ trong tường. Chủ của một căn nhà ở California đã tình cờ khám phá ra một kho hạt sồi hơn 300 kg đã được cất giấu ở trong tường của nhà ông bởi loài chim gõ kiến. Sau khi phát hiện ra có run bò ra từ bức tường của phòng ngủ, chủ của một căn hộ ở tại hạt Sonoma của tiểu bang California đã quyết định liên lạc với dịch vụ kiểm soát côn trùng đó là Nix Extreme Pest Control qua kiểm tra thì Nick Castro là giám đốc của công ty này đã phát hiện ra những con giun nói trên trú ngụ ở trong tường để ăn hạt sồi. Ông Castro sau đó đã khoét một lỗ nhỏ khoảng 26 cm vuông ở trên tường và ông choáng váng khi thấy là những hạt sồi bắt đầu tràn ra qua lỗ mới khoét. Số lượng quả sồi nhiều đến mức khó tin, ông nói, ông ước tính là số lượng sồi được cất giấu ở trong tường có thể lên đến là hơn 300 kg và có nhiều khả năng được thu thập ở trong khoảng từ 2 cho đến 5 năm. Số quả sồi khi chất lại thành đống cao lên đến hơn 6 mét. Thông thường, loài chim gõ kiến giấu hạt sồi ở những chỗ khuất như là rãnh ống nước. Song ông Castro đoán rằng cặp chim gõ kiến cất giấu kho báu này đã vô tình đánh rơi hạt sồi vào trong bức tường thông qua một lỗ ở trên ống khói. Costco dự định xây 800 căn chung cư bên trên siêu thị ở South Los Angeles. Một công ty kinh doanh địa ốc ở South Los Angeles hy vọng không chỉ có thêm một siêu thị Costco ở đây, mà còn giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở giá rẻ của thành phố. Theo đài CBS, dự án nhà ở mới hy vọng sẽ tiếp quản một tòa nhà AT&T ở Baldwin Village đã không còn sử dụng trong gần 2 năm qua. Thrive, nhà phát triển đằng sau kế hoạch của Costco, cho biết có kế hoạch biến khu đất rộng 5 mẫu cạnh đại lộ La Brea và đường Coliseum thành siêu thị Costco mới và dự định xây dựng 800 căn chung cư phía bên trên siêu thị. Theo Thrive, Costco hy vọng dành ra 200 căn trong đó làm nhà ở cho người có thu nhập thấp, điều mà khu phố có vẻ rất hào hứng. Byron Sweat, một người dân địa phương, cho biết, Chúng tôi đã có Walmart ngay tại Crenshaw và King trong 12-14 năm qua, vì vậy giờ đây chúng tôi cần có thêm một cái gì khác để thay thế. Costco gần nhất cách Inglewood 20 phút lái xe về phía nam. Nhà phát triển dự kiến sẽ sớm đệ trình đề xuất chính thức lên thành phố. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là siêu thị Costco đầu tiên ở South Los Angeles. Trong khi một số cư dân lo lắng những căn hộ mới sẽ làm tăng chi phí nhà ở trong khu vực, một số cư dân cho biết họ không lo lắng vì căn hộ họ sống được bảo vệ bởi sự kiểm soát tiền thuê. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của đài Sài Gòn TV. Xin kính chúc quý vị một ngày mới hạnh phúc và kính chúc quý vị một ngày lễ tình nhân thật nhiều niềm vui và hạnh phúc xin trân trọng kính chào